Dạ, hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2019. Dạ, TV256 xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Hôm nay TV256 muốn nói về cái đề tài những kẻ mà phản bội Tổ quốc. Thì TV256 muốn chia sẻ với quý anh chị em ở trong nước, những quý anh chị em thanh niên, sinh viên, quý anh chị em gọi là mở ngoặc, đó là dư luận viên đó, đóng ngoặc. Và TV muốn thưa chuyện với quý anh trẻ, TV biết rất là rõ ở những cái cơ sở mà phường đó, phường, tỉnh, thành, quận, huyện rồi đó, tất cả mọi cơ sở của nhà nước, của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, TV biết rất rõ là ở đó nó có nhiều cái biểu ngữ, nó nhiều cái huy hiệu, cờ xí thôi. Thì qua nhiều hình ảnh TV thấy được, TV là 256 là người hải ngoại, nhưng mà qua nhiều hình ảnh TV thấy được. Thì ngày hôm nay TV muốn tâm sự với quý anh trẻ. Và TV biết rất rõ quý anh chị em trẻ ở trong nước đã và đang bị đầu độc bởi cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì hôm nay các anh, các bạn trẻ hãy lắng nghe tiếng nói của TV256. TV nói chuyện với quý anh em bằng cái tấm lòng chân tình, chân thật. TV không có lường gạt quý anh em. Và TV vạch trần ra tất cả những cái thành phần gọi là phản quốc đó. Những thành phần phản quốc mà quý anh chị em thấy những cái chạy chữ mà đang xảy ra ở trên cái diễn đàn của TV26 đó, quý anh chị em thấy, đọc đi đọc lại đi, quý anh chị em thấy giống như bây giờ đang chạy là hàng thứ ba nè, trung với đảng, hiếu với dân, cũng mang tội phản bội Tổ quốc. Thứ tư nè, tuyệt đối trung thành với đảng, chắc chắn mang tội phản quốc rồi. Thứ năm nè, đưa ra khẩu hiệu Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm là mang tội phản quốc. Thứ nhất, treo cờ đảng trước cờ nước là mang tội phản quốc. Thứ hai, chỉ in tiền hồ, không có tiền tiền nhân cũng mang tội phản quốc. Năm điều này đó, hôm nay thì TV sẽ chia sẻ với quý anh chị em về năm cái điều mà Đảng Cộng sản đã vi phạm, mang cái tội phản quốc. Thì giống như cho quý anh chị em thấy cái trang của Nguyễn Phú Trọng mà TV đưa lên trên diễn đàn của mình đó, TV256 đưa lên quý anh chị em thấy cái trang Nguyễn Phú Trọng, và phía bên trái quý anh chị em thấy cái lá cờ búa liềm. Thì quý anh chị em phải nghĩ rằng đây là cái biểu tượng mà đặt cái tên đảng, đặt cái biểu tượng của đảng trước cái lá cờ. TV công nhận cho quý anh chị em cho rằng cái lá cờ Phúc Kiến là lá cờ tổ quốc của quý anh chị em đi. Cá nhân TV thì TV biết rất rõ đây là cái lá cờ Phúc Kiến của Tàu. Nhưng mà bây giờ đó, nó từ hồi mà thời mà còn là 1933, lúc mà cái sao vàng mập á, rồi sau này 1955 nó chuyển lại thành một cái ngôi sao mà không phải là mập nữa.
thì nó cho rằng là cái lá cờ của Tổ quốc. Nhưng mà sự thật ra đó, nếu mà nó công nhận cái lá cờ Tổ quốc này thì cái lá cờ Tổ quốc này đó nó phải đặt trước cái lá cờ Đảng. Cái lá cờ búa liềm này là cái lá cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi mà anh đặt cái đảng của anh trước cái Tổ quốc là nó có dân tộc, nó có người dân trong đó. Thì khi mà anh đặt trước như vậy đó thì lẽ dĩ nhiên người dân có thể gọi các anh là bọn phản quốc. Không có gì mà trên cái tổ quốc của mình. Các quốc gia khác cũng vậy, họ cũng xem trọng người dân của họ, xem trọng cái tổ quốc của họ. Thì đó, người ta có cái câu là tổ quốc trên hết. Tổ quốc trên hết, nó trên tất cả mọi thứ, nó trên tất cả mọi cá nhân, mọi đảng phái thì mới gọi là tổ quốc được. TV muốn định nghĩa sơ cho quý anh chị em đó là tổ quốc đó là một cái dải giang san hình chữ S, gồm có những cái quần đảo chung quanh là Hoàng Sa, Trường Sa, Bạch Long Vĩ, đại khái là như vậy. Thì nó có lãnh thổ và nó có dân cư, nó có cả một cái dân tộc đang sống ở trong đó. Nhưng mà cái điều quan trọng đó, tại sao người ta nói đến cái chữ tổ? Tổ đó nó có liên quan đến từ ngàn xưa để lại, là từ những cái anh linh, anh hùng, liệt sĩ từ ngàn xưa, từ gần 5.000 năm nay, từ gần 5.000 năm nay để lại cho ta, chúng ta biết bao nhiêu là lịch sử của tiền nhân, của Hai Bà Trưng, của Lý Thường Kiệt, của Lê Lai, Lê Lợi, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, hàng trăm hàng ngàn những cái anh hùng liệt sĩ như vậy đã thành lập nên cái đất nước này và cái giữ vững cái bờ cõi đất nước này để cái tiếng Việt Nam vẫn còn mãi mãi. Thì quý anh chị em thấy, bởi vì mới gọi là tổ quốc. Trong khi đó, quý anh chị em biết rõ cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này nó lấy tên là cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, nhưng mà sự thật nó không có tổ quốc. Nó nói cái tổ quốc của nó đó, tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đó mới có thành lập vài chục năm mà, chứ nó không phải, nó không phải công nhận là có trên 4.000 năm, có gần 5.000 năm. Gần 5.000 năm gọi là văn hiến đó, từ thành lập cái đất nước đó. Thành ra đó, cái lá cờ này, cái lá cờ của đảng mà đặt trước cái lá cờ tổ quốc thì rằng là phản bội tổ quốc. Chúng ta phải khẳng định điều đó. Và TV thách tất cả các anh dư luận viên, các bạn dư luận viên, hãy đối đáp với TV coi. Đó là phản quốc, không có gì mà gọi khác đi được ấy. Khi mà một cái đảng mà đặt trên tổ quốc thì nó không coi cái tổ quốc ra cái gì hết, nó hoàn toàn nó không coi tổ quốc ra cái gì hết thì là nó phản quốc thôi. Quý anh chị em thấy rõ nè, có khi nào quý anh chị em thắc mắc rằng ba lần đổi tiền đều là in hình Hồ Chí Minh, mà TV256 biết rất rõ Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu. Quá nhiều bằng chứng để TV nói điều đó, quá nhiều bằng chứng luôn. Mà bây giờ đó, TV giả sử Hồ Chí Minh là một người Việt Nam đi, cũng không có được phép như vậy. Nếu mà những ai mà đưa ra hình ảnh của một người, nó không phải, nó là cũng là mang cái tội phản quốc. Đất nước này không của riêng ai,
Quý anh chị em nhớ điều đó. Đất nước này không có ruột của riêng ai. Tổ quốc là phải có anh linh liệt sĩ của tất cả những anh hùng tiền nhân. Không có thể nào mà chỉ là một người. Nếu mà in cái đồng tiền mà chỉ là có một mình ông Hồ Chí Minh, mà sau 3 lần đổi tiền, 4 lần đổi tiền như vậy, đó là cái nhà cầm quyền phản quốc. TV nói thẳng như vậy. Các anh có thể nào mà các anh biện luận được không? Tranh luận với TV về vấn đề đó được không? TV nghĩ các anh không có cơ sở. Hoàn toàn không có cơ sở. Nó phản quốc, nó rõ ràng như vậy. Chỉ in tiền Hồ Chí Minh mà không in tiền những cái tiền nhân anh hùng của mình, giống như vua Quang Trung, Lê Lợi. Các quý anh chị em nhìn cái đồng tiền Mỹ đi, nó đâu phải in chỉ có một đồng tiền là của ông Washington đâu, mà lúc mà ổng là một cái người thành lập cái đất nước Mỹ cách đây trên 200 năm. Nó cũng in cái đồng tiền của Jefferson, của Benjamin. Nó in tiền của tướng Grant. Nó đủ thứ tiền hết để mà nó nói lên một cái những tiền nhân của nước Mỹ đã góp phần xây dựng nên cái tổ quốc của Mỹ. Là nó có cái hình ảnh của tiền nhân chứ. Mà nếu mà không có hình ảnh của nhiều tiền nhân đó, thì một cái đất nước đó, nói thiệt đó, nó phản bội tổ quốc, nó phản bội với tiền nhân. Tiền nhân dựng nước mấy ngàn năm, tại sao không có một cái hình ảnh mà ở trên đó đồng tiền? Mà cái đồng tiền là cái đồng tiền nó quan trọng chứ. Một cái quốc gia người ta có cái đồng tiền, người ta thể hiện cho cái đặc tính của những cái quốc gia đó. Mà cái đặc tính thì chỉ có một cái ông Hồ Chí Minh ở trên tiền thôi. Mà nó dạy dỗ các em từ thợ nhỏ, các em phải tôn kính một cái nhân vật mà nó cho là vĩ đại, cho là một người lãnh tụ để mà chống Mỹ, chống Việt Nam Cộng Hòa. Rồi các em phải tôn thờ một cái nhân vật như vậy. Đó là có mang tội, đó tội ác đối với dân tộc Việt Nam. Thế giới ngày nay người ta hiểu rõ nhiều điều đó. Cái vấn đề mà tôn sùng lãnh đạo, nói thiệt, TV chấp nhận điều đó. Là cá nhân thôi, cá nhân mỗi người. Thí dụ mình thần tượng người đó, mình thần tượng người này người nọ, cá nhân mình thích cái người đó, mình có thể mình cá nhân mình thần tượng, ok, mình có thể chấp nhận được. Nhưng mà không phải mình lấy cái vai trò của một cái nhà nước, cái nhà cầm quyền, mình lấy cái ý độc tài của mình để mình kêu toàn dân gọi là bác, mình kêu toàn dân gọi là cha già dân tộc, phải không? Rồi bắt rồi phải để ở trong mà trang đánh vần của những em bé mới vừa ra đời, mới vừa học lớp 1, đã học về cái bài thơ rồi, tháp 10 đẹp nhất bông sen gì đó, Việt Nam đẹp nhất, có tên mở ngoặc ra là Bác Hồ đóng ngoặc rồi. Nói thiệt, TV rất là bất nhẫn. Đây là những cái việc làm tội ác của Đảng Cộng sản để mà lừa gạt cả một cái dân tộc Việt Nam. Rồi, ngoài cái điều đó, trung với Đảng, hiếu với dân cũng mang tội phản quốc nữa. Trong khi mà trở thành một đảng viên của Đảng Cộng sản, nó bắt buộc những người đảng viên phải tuyên thệ là tuyệt đối trung thành với Đảng. Nó làm cho những cái đảng viên trở nên thành những người phản quốc.
mà nhiều khi cá nhân những đảng viên đó hoàn toàn không biết được. Thành ra hôm nay TV muốn chia sẻ cái đề tài này, chia sẻ thẳng đến tất cả những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Một cái đảng vô cùng tồi bại và hèn hạ, nói thẳng như vậy. Một cái lá cờ thôi, một lá cờ búa liềm thôi, cũng không vẽ được, cũng không tự vẽ được cho mình một cái lá cờ đảng nữa. Phải đi lục cái thùng rác mà Liên Xô nó đã vứt bỏ rồi. Liên Xô, Đảng Cộng sản Liên Xô đã vứt bỏ cái cờ búa liềm vào thùng rác của lịch sử. Ngày hôm nay Đảng Cộng sản môi từ cái thùng rác ra để mà vẫn tiếp tục làm sử dụng cái lá cờ đảng, đó là một điều vô lý. Mà trong khi đó chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ tan tành rồi, chứ đâu phải là chủ nghĩa cộng sản còn đó. Ngày hôm nay chúng ta thấy đâu còn là vô sản chuyên chính nữa, đâu còn những người mà nghèo mà cướp chính quyền nữa. Tất cả những người đang cướp cái chính quyền này là những người giàu có bậc nhất, từ người cán bộ cho đến cái ông tổng bí thư, đều là những thành phần giàu có ở trong cái đất nước này. Mà họ đã tham nhũng hàng tỷ tỷ đô la, hàng ngàn ngàn tỷ đồng Việt Nam á. Nói tỷ đô la quá thì mình thấy nó cũng không đúng. Hàng ngàn ngàn tỷ mà cái thất thoát như vậy, nó tham nhũng như vậy, nó đâu còn chuyên chính vô sản nữa. Quý anh chị em thấy nó đâu còn một cái nền kinh tế mà tập trung công nông trường, hợp tác xã. Quý anh chị em thấy rõ điều đó mà. Đó là cái nền tảng của cái chủ nghĩa cộng sản. Mà bây giờ những cái nền tảng nó không còn nữa thì tốt hơn. Tốt hơn là phải thay đổi, là phải xóa bỏ cái Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ hoàn toàn. Tại vì anh không có còn dựa trên, anh không còn sử dụng cái nền tảng của chủ nghĩa cộng sản nữa thì cái tên anh nó không còn đúng nữa. Quý anh chị em thử hỏi, quý anh chị em tìm ra được một tên cộng sản nào ở trên đất nước mình không? Hoàn toàn không. Có thể đó, các anh chị em chỉ tìm ra được một tên cộng sản thôi. Đó là một cái tên giáo điều Nguyễn Phú Trọng. Mà cái trang nhà mà quý anh chị em đang thấy đó là Nguyễn Phú Trọng, có thể là một cái tên cộng sản gọi là sau cùng thôi. Mà sự thật nó cũng khó nữa. Nguyễn Phú Trọng đó, nó nói như vậy chứ TV thấy nó là một cái tên giàu ác ôn. Nó có hai căn nhà Siputra, nó cũng đâu phải là vô sản chuyên chính đâu. Rồi còn nghe nói đến Trịnh Xuân Thanh, rồi nói nó còn được nhận cái tượng vàng 50 kg của Formosa đưa nữa. Trịnh Xuân Thanh tố cáo nó như vậy thì làm sao nó là vô sản chân chính được. Thành ra nó cũng không phải là một tên cộng sản nữa, nhưng mà nó vẫn giữ cái tên của Đảng Cộng sản Việt Nam để mà nó đánh lận con đen, để mà nó gạt người dân. Và TV có thể chỉ thẳng vào mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, TV có thể chỉ vào mặt ông và TV nói rằng ông là một tên vô liêm sỉ. Và TV 256 có quyền nói như vậy. Tại vì Đảng Cộng sản mà ông đang làm Tổng Bí thư đó, nó là gọi là treo đầu dê mà bán thịt chó. Những kẻ treo đầu dê bán thịt chó, TV có quyền chửi thẳng: mày là thằng vô liêm sỉ, mày treo đầu dê, mày bán thịt chó. Mày nói mày, cái đảng mày, cái tên mày là Đảng Cộng sản Việt Nam, mà mày không hành xử những cái điều mà căn bản của cộng sản. Cái chủ nghĩa cộng sản là một nền kinh tế gọi là công nông trường, hợp tác xã, mày không sử dụng. Đảng chủ nghĩa cộng sản vô sản chuyên chính mày cũng không sử dụng.
thì cái đảng cộng sản của mày, cái tên đảng cộng sản của mày không còn nữa. Mày treo đầu dê bày bán thịt chó. Thì TV256, không phải chỉ TV256 không, mà tất cả mọi người đều có quyền chỉ thẳng vào mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: mày là thằng treo đầu dê bán thịt chó, mà anh Nguyễn Phú Trọng không có thể mà cãi được. Làm sao cãi được với người dân? Khi mà người dân nói rằng là anh treo đầu dê bán thịt chó, anh không còn sử dụng cái nền tảng của đảng cộng sản nữa, anh là một người, anh áp dụng nền kinh tế thị trường, mà anh áp dụng những cái người tên mà giàu có để mà nắm chính quyền, anh đâu còn là cộng sản nữa, anh đâu còn là giai cấp công nhân nông dân gì đâu. Chỉ nói cho vui ở trên 14 hiến pháp thôi. Ông Nguyễn Phú Trọng, ông là làm gì mà ông nói ông đại diện cho giai cấp công nhân nông dân? Công nhân nông dân người ta nghèo khổ lắm, người ta đang trở thành nông dân oan đó. Bao nhiêu nông dân phải khổ như vậy? Người ta làm mùa, người ta trúng cà phê, người ta cũng trở thành dân oan. Mà TV nói đó, cái hạt cà phê nó cũng thành là hạt dân, hạt oan đó, cà phê oan đó. Trái thanh long cũng bị oan nữa. Thanh long nó sản xuất nhiều cho người nông dân, rốt cuộc bán không được phải bỏ. Có phải là thanh long oan không? Đến cái trái cây mà cũng bị oan nữa. Trái nhãn cũng bán không được, rồi bắp cải cũng bán không được, rồi dưa cải cũng bán không được nữa. Biết bao nhiêu thứ mà người dân sản xuất ra rất là nhiều mà rốt cuộc không bán được. Tại vì sao? Tại vì các anh hoàn toàn không có biết, không có biết gọi là làm sao để cứu vãn những điều đó. Trong khi đó, cái thế giới tự do này nó rất là dễ dàng. Nó chỉ có xây ra những cái kho chứa thực phẩm thôi, rồi nó dùng cái thực phẩm đó để nó tái, nó biến chế thành những cái lực phẩm mà phải đắt giá hơn, để mà bán cho cả thế giới, để làm giàu cho cái người nông dân mình. Mà nhà nước đó, khi mà thấy mà bị rớt giá như vậy, nhà nước phải mua, và nhà nước có đủ phương tiện để mà sản xuất ra, để mà xuất khẩu cho toàn thế giới. Nhà nước kinh doanh lên những cái mặt hàng đó để hỗ trợ cái giá của nông dân. Tại sao nhà nước không làm điều đó? Cái chuyện đó rất đơn giản với cả thế giới mà. Nó quá nhiều cái vấn nạn. Sự thật nó quá nhiều cái vấn nạn cho cái quê hương của mình. Mà cái mà mình thấy rõ nhất, TV nhìn thấy rõ nhất, là cái ở ngay chỗ dân phòng phường, dân phòng xã, dân phòng quận, đều thấy một cái biểu ngữ Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm. Thử hỏi chịu nổi không? Thử hỏi chịu nổi không? Hoàn toàn không chịu nổi. Nãy giờ TV quên mặt đèn. Ừ, mà hình như cái mặt đèn rõ quá, chắc cũng không biết có tốt hơn. Mình thử hỏi coi. Nó rất là nhục nhã đấy. Nó nhục nhã lắm, thưa ông Nguyễn Phú Trọng. Nó rất là nhục nhã lắm. Tại vì ông là một người tổng bí thư của một đảng Cộng sản Việt Nam. TV hồi nãy, TV có nói nóng thì TV xin lỗi ông. Nhưng mà thực sự thật đấy. Ông đáng để được người dân nói như vậy. Tại vì đó, ông lãnh cái trách nhiệm. Ông phải làm cho cái đất nước này được tốt đẹp hơn, chứ không phải làm cho cái đất nước này dân oan thì khắp nơi. Đồng bào ăn cái gì cũng bị trúng độc thực phẩm. Em bé ở trường lớp cũng ăn bị trúng độc thực phẩm. Mà hàng trăm người như vậy, hàng ngàn người như vậy.
đến cái không khí cũng ô nhiễm, ai cũng mang theo cái khẩu trang. Rồi ông làm cho cái đất nước này ngư dân không có đánh cá được, bờ biển Formosa lại bị độc, biển độc, sông ngòi độc, cá chết. Ông điều hành cái đất nước gì gì ông Nguyễn Phú Trọng? Thành ra đó, nói thiệt, đây là cái tội ác của ông. Ông còn dám gọi là nói dối với đồng bào rằng là đây là cái thời đại rực rỡ nhất lịch sử của Việt Nam. Tại sao ông nói dối đồng bào như vậy được? Ông đáng bị sỉ vả vào mặt không thưa ông Nguyễn Phú Trọng? Nói thiệt, cá nhân tôi đó, cá nhân TV 256, mà cá nhân TV mà thấy ông mà trước mặt đó, TV sẽ tán ông một bạt tai liền. Nói thật, ông là người xứng đáng nhận cái tát của TV 256. Để cho ông tỉnh ra, để cho ông tỉnh, ông thấy rõ cái tội ác của ông đối với cái dân tộc Việt Nam này. Cái tội ác mà lớn nhất nằm ở trong hiến pháp luôn là phản bội tổ quốc. Mà cá nhân ông, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đang phản bội tổ quốc. Và tôi nhìn thấy cái trang nhà của ông, đưa cái lá cờ của Đảng Cộng sản của ông trước cái lá cờ, cho là trước cái lá cờ tổ quốc, cờ đỏ sao vàng đi, thì ông đang mang tội phản quốc. Nguyễn Phú Trọng là một người đang mang tội phản quốc. Một người phản quốc đó. Thành ra ông đừng có trách là tại sao người ta gọi là một cái thằng phản quốc, một cái tên phản quốc. Người dân người ta có quyền như vậy. Đừng có ép tội người ta là nói xấu lãnh đạo, những cái luật kỳ quái như vậy. Những cái người mà ông là một cái người của công chúng thì ông phải chịu cái sự chỉ trích của quần chúng, đó là điều đương nhiên. Không có ai có quyền, không có ai có thể mà ép tội người ta về cái vấn đề nói xấu lãnh đạo. Bởi vì các ông đó hoàn toàn đầu độc người dân từ nhỏ tới lớn, từ thanh niên sinh viên, làm cho người dân không hiểu rằng nhân quyền là cái gì, nhân quyền tự do là cái gì, dân chủ là cái gì. TV 256 vừa nghe qua một cái clip mà mới đây nhất thôi, clip mới đây nhất mà của cô Đoàn Thị Thùy Dương đó. Quý anh chị em nên nghe cái clip đó. Quý anh chị em tuổi trẻ sẽ hiểu và sẽ học được nhiều về cái clip đó, rất là hay. TV rất là khen thưởng cái clip đó, nó có nhiều người tranh luận, nó có nhiều người đưa vào cái tiếng nói của họ trên cái clip đó, chứ không phải là chỉ có cô Thùy Dương không. Và đó là những tiểu trẻ mà họ nhận xét rất là hay. Và TV muốn ông Nguyễn Phú Trọng phải lắng nghe điều đó. Nhưng mà tại sao TV có thể gọi bằng anh Trọng, hoặc là một người TV nói, hồi nãy TV nói có cái vẻ thân thiện. Tại vì cá nhân TV, TV vẫn nghĩ rằng có thể đâu, Nguyễn Phú Trọng cũng là nạn nhân của một cái chế độ cộng sản này. Nguyễn Phú Trọng cũng bị đầu độc từ hồi nhỏ cho tới lớn. TV có thể tin một chút xíu như vậy, nhưng mà sự thật TV không tin đâu. Nhưng mà TV vẫn chừa cái trường hợp mà có 1% là Nguyễn Phú Trọng nó không biết nó làm tội ác. Nhưng mà hôm nay nghe cái đoạn clip này, Nguyễn Phú Trọng ông phải biết ông là một người tội ác đối với dân tộc Việt Nam. Mà cái tội lớn nhất là tội phản bội tổ quốc. Ông không cãi được. Không có thể nào mà một cái đảng mà
Ông là đảng trưởng mà ông đưa cái lá cờ trên cái trang nhà của ông làm cái bằng chứng để mà bằng chứng phản bội tổ quốc của ông. Ông không có cãi được. Đây là những cái chuyện nó nhỏ, không ít có ai nói đến, nhưng mà cả nhân TV thấy hãy hành xử đúng cho những cái chuyện nhỏ nhỏ đi. Cái chuyện nhỏ nhỏ giống như chuyện treo cờ đi, mình phải làm đúng đi. Mình đưa cái khẩu hiệu Đảng Cộng sản Quang Vinh Quân Năm là phản quốc rồi. Nó đơn giản quá mà. Chỉ có đất nước là trường tồn thôi. Bởi vì người ta có câu dân thì vi quý, người dân thì là quý nhất rồi. Đúng không? Xã tắc thứ chi, xã tắc là kế đến là phụ, cũng là quý nhưng mà thua dân. Xã tắc là nói về luật pháp á, nói về hành chánh á. Nhưng mà đến cái thứ ba mới là quân. Quân là vua đó, quân là phải vi khinh. Phải hiểu như vậy thì cái đất nước này nó mới trường tồn được. Dân di quý, đưa cái dân di quý là nổi lên cái tổ quốc. Tổ quốc là trên hết. Mà tổ quốc trên hết mà anh đặt cái lá cờ đảng anh trước cái tổ quốc, anh phản bội tổ quốc. Đơn giản thôi. Ông Nguyễn Phú Trọng, ông cãi lại được không? Ông phản biện lược những gì mà TV256 nói không? Tất cả những đảng viên Đảng Cộng sản phản biện được những lời TV256 nói không? Năm điều nè, năm điều đang chạy trên 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 màn ảnh đây. Các anh phản biện dùng TV256 đi. TV xin lỗi quý anh chị em. TV sẽ đánh cái vấn đề này và đánh mãi mãi. Cái hàng chữ này TV muốn mọi người sẽ thấy, và có thể nó thêm vô nhiều cái vấn đề mà phản bội tổ quốc nữa. TV chỉ tóm tắt gọi là vài vài điều thôi, nhưng mà nó phải thêm nhiều điều khác. Có gì là khẩu hiệu đảng Quang Vinh Muôn Năm cũng là phản bội tổ quốc và ngăn cản đồng bào để mà tưởng niệm những người hy sinh cho tổ quốc cũng là phản bội tổ quốc. Đó là hành động phản bội tổ quốc. Người ta TV đã từng thấy nhiều cái clip đến cái ngày mà 19 tháng 1 là người ta tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ Trường Sa. Các anh ngăn cản, đó là hành động phản bội tổ quốc. Nó có nhiều cái vấn đề mà phản bội tổ quốc, chứ không phải năm điều này không. Và TV đó, mấy anh chị em đó lắng nghe channel TV256, TV sẽ tiếp tục nhắc lại những cái điều này. Tuy là nó nhỏ nhưng mà cá nhân TV thấy đó là quan trọng nhất. Hãy sửa sai đi, sửa sai cái điều này trước khi bất cứ điều nào khác. Và các anh làm sao các anh phản biện được cái lời nói của TV, để các anh chứng minh rằng là các anh không phản bội tổ quốc. Những đảng viên Đảng Cộng sản chứng minh mình không phải phản bội tổ quốc. Các anh chứng minh đi. Clip này đưa lên YouTube, các anh vào YouTube và đặt dấu hỏi với TV256.
phản biện cái bài nói chuyện này của TV256. TV mong đợi đó, TV sẵn sàng gọi là chia sẻ, thảo luận với các anh em. Đối với TV, mấy anh em cộng sản, tất cả chúng ta, tất cả những cái người cộng sản, TV xem các anh cũng là nạn nhân của cái chủ nghĩa cộng sản thôi. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng, TV còn chừa lại 1% cho ông. TV nghĩ rằng ông là nạn nhân của cái chủ nghĩa cộng sản mà ông không biết. Rồi ông đặt cái lá cờ từ mấy cái thế hệ trước, từ mấy cái người mà cầm quyền trước, họ cái đặt cái lá cờ búa liềm trước cái lá cờ tổ quốc mà không ai nói hết. Rồi họ cứ theo cái thói quen họ làm thôi. Thành ra TV tin tưởng rằng là ổng không biết nữa, ổng không biết đó là điều phản quốc nữa. Nhưng mà ngày hôm nay, sau cái clip này, ổng phải biết ổng là người phản quốc. Nếu mà ổng đàng hoàng á, và ổng nghĩ là ổng đúng á, ổng vào đây, vào cái clip này tranh luận với TV256. Mà TV đâu cần ông phải vào đấy. TV chỉ cần những cái đảng viên Đảng Cộng sản vào đấy tranh luận với TV là đủ rồi. TV sai ở điểm nào? TV256 sai ở điểm nào? Nói sai ở điểm nào? Các anh đưa ra đi. TV chấp nhận người là tranh luận mà. Nhưng mà đừng có chơi cái màn mà TV thấy rất là thô bỉ, đó là chơi cái màn mà tấn công cá nhân. Chúng ta tranh luận thẳng thắn chứ không bao giờ tấn công cá nhân. Chúng ta tranh luận để biết cái đúng cái sai, để tìm ra cái sự thật, để tìm ra cái chân lý, chứ không phải chúng ta môi móc giống như cái ông già này sắp sửa xuống lỗ rồi. Cái ông già này đầu bạc, ông đầu bạc thí dụ vậy, ông đầu hói thí dụ vậy. Rồi họ đưa ra những cái điều mà cá nhân để mà đánh phá. TV thấy điều đó nó thô bỉ lắm, như là không hiểu về tranh luận. Người ta tranh luận, người ta tránh cái vấn đề cá nhân, người ta chỉ đi vào cái chủ đề để mà mình phản biện thôi. Chứ không phải tranh luận, không phải là chửi. Nhào vô cái chửi à. Nhào vô thấy TV26 nói là chửi liền à, mà không có biết. Không cần viết ra một cái lời mà nói TV56 nói cái điều này là không đúng, tôi chứng minh cho anh làm không đúng, thí dụ vậy. Ngày hôm nay đó, thì ở Việt Nam bước sang ngày 20, thì nói thật TV rất đồng ý với anh Ben Nghị Trương. Anh Ben Nghị Trương kêu gọi một cuộc xuống đường tổng biểu tình vào ngày 20 Tây tháng 1. TV đồng ý điều đó. Một cái điều này TV muốn chia sẻ với quý anh chị em ở trong nước. Chúng ta mọi người từ trong nước đến hải ngoại đều có cái trách nhiệm với quê hương đất nước. Thành ra đó, quý anh chị em thấy người ở hải ngoại đó, các anh chị em ở trong nước nói rằng các anh lấy cái quyền gì mà kêu gọi biểu tình? Các anh có ngon thì về Việt Nam biểu tình đi. Quý anh chị em phải hiểu rằng ở thế giới tự do này, nó có cái quyền được nói. TV256 có quyền được nói. TV256 có quyền kêu gọi biểu tình. Anh Benny Trương có quyền kêu gọi biểu tình. Anh Tân Thái có quyền kêu gọi biểu tình. Đó là quyền cá nhân của TV256. Còn cái chuyện các anh chị có nghe không là cái chuyện khác. Các anh chị đừng có nghĩ rằng
Các anh chị xem, các anh chị giống như một em bé 12 tuổi. TV nó 12 tuổi thôi. 12 tuổi mà TV 256 kêu gọi là đã khó rồi. Đừng có nói mà các anh chị em ở trên 18 tuổi hoặc trên 21 tuổi. Làm sao mà kêu gọi được? Mình nói thì mình kêu gọi gì thôi. Nhưng mà cái ý người ta muốn đi hay không là cái quyền quyết định của người ta. Thấy không? Các anh chị em cứ nói rằng là cứ tưởng mình là 12 tuổi không à, rồi để nghe lời xúi dục ở trên thế giới, ở trên nước Mỹ này. Nói thiệt, TV sống chưa có bao giờ mà tòa án xử ba vụ mà nói là tôi nghe lời xúi dục hết đấy. Chỉ có xúi dục khi nào mà dưới 18 tuổi. Khi mà trên 18 tuổi là phải biết cái hành động của mình. Một người phụ nữ mà trên 18 tuổi đừng bao giờ thưa kiện. Thưa kiện là người ta dụ dỗ mình. Dụ dỗ gái gì thành niên rồi không có đâu. Bên nước Mỹ anh trên 18 tuổi là thôi rồi đó. Anh phải chịu trách nhiệm về cái việc làm của anh. Chứ không có thể mà ai mà nói là anh thưa kiện người đó tại vì dụ dỗ anh. Không có. Chỉ có đất nước cộng sản, cái đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa toàn là những chuyện mà ngược đời không? Không? Thế họ bị bắt rồi cái nói là tôi bị dụ dỗ. Mình phải có trách nhiệm. Mình thấy anh Benny Trương kêu gọi, TV 256 kêu gọi, thì mình thấy đúng thì mình đi. Còn mình không thấy đúng đó thì mình bỏ, mình đừng đi. Chứ đâu phải mình cứ nói là các anh sống ở hải ngoại, các anh không biết gì hết, các anh không có quyền kêu gọi, các anh phải về nước kêu gọi, trong khi đất nước là tổ quốc là của chung. Mà chúng ta nên biết được là cái đất nước này đó nó có thể giải thể được cái đảng cộng sản là cái sự mà đoàn kết cả trong lẫn ngoài. Anh em phải nên hiểu như vậy. Muốn giải thể cái đảng cộng sản là cần cái sự đoàn kết cả trong lẫn ngoài. Mỗi người đều có trách nhiệm với quê hương đất nước của mình. Ngày hôm nay thằng cộng sản nó bị Liên Hiệp Quốc phải bắt ra điều trần về cái vấn đề vi phạm nhân quyền, vi phạm tra tấn, vi phạm vào những công ước chống tra tấn, vi phạm vào bản hiến chương Liên Hợp Quốc về nhân quyền, tuyên ngôn quốc tế nhân quyền vi phạm. Và ngày 21 tây này ở ngay tại Thụy Sĩ, TV nghĩ là hàng ngàn đồng bào sẽ đến Thụy Sĩ để biểu tình. Người ta đi khắp mọi nơi để đến Thụy Sĩ biểu tình. Thì trong nước hỗ trợ cho đồng bào ở ngoài nước, đồng bào ở ngoài nước hỗ trợ cho đồng bào trong nước là chuyện bình thường đó. Các anh em ở trong nước không thể kêu gọi được, không có thể kêu gọi được một cái ngày biểu tình, thì ở ngoài này tôi và anh Ben Trương kêu gọi ngày biểu tình là 20 tháng 1. Điều đó đúng thôi. Còn cái chuyện đó các anh trong nước thì phải quyết định thôi. Chứ đừng có nói rằng là ở ngoài này không có quyền nói. Chúng tôi đừng có nói là xúi dục cái gì hết á. Khi mà tôi nghe hai chữ xúi dục tôi thấy nó sai liền à. Tại vì ai cũng trên 12 tuổi rồi. 12 tuổi là đã xúi dục là khó rồi. Mà nói gì anh 18 tuổi mà nói tôi xúi dục anh. Thành ra nói thẳng như vậy đó, không có ai xúi dục ai hết đó. Mỗi người công dân đều có trách nhiệm với quê hương mình. Và tôi thấy rằng là cái ngày này là nên biểu tình đó, thì tôi nói vậy thôi. Tôi kêu gọi thì vậy thôi. Và TV muốn nhắc nhở quý anh chị là ngày bước sang cái ngày 21 lại là ngày cái ngày mà xử án của anh Lưu Văn Vịnh nữa.
anh Lưu Văn Vịnh đó, ảnh cũng không có tội gì hết đó. Cái tội ảnh là lập hội thôi, mà lập hội thì là được bản hiến pháp gọi là trong cái điều 25 người công dân có quyền lập hội. Ảnh lập một cái hội gọi là dân tộc, mặt trận dân tộc tự quyết, có cái gì đâu mà phải bắt ảnh. Mà không phải bắt ảnh không, bắt 4-5 thành viên nữa. Cái điều đó đáng lên án. Vì sẵn đây TV muốn chia sẻ cái điều đó, thì bây giờ TV cho quý anh chị em coi cái image ấy. Đó, đây là anh Lưu Văn Vịnh nè, thấy không? Dòm cái nét mặt là biết là ảnh là người yêu nước rồi. Dòm là người ta biết yêu nước rồi. Chỉ có người yêu nước mới là chống đối cái bọn phản quốc như vậy. Thành ra cái nét mặt người ta căm thù là vậy. Người ta không có tội, thấy không? Một cái điều mà rất là hiên ngang như vậy, thấy không? Đây nè, anh Lưu Văn Vịnh, rồi còn có Phan Trung nữa nè, rồi Từ Công Nghĩa nữa nè, có 4-5 anh em lận, phải không? Vào xử vào ngày 21 tây đó. Thành ra để TV thấy cái địa điểm xử, địa điểm phiên tòa nè, trụ sở tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 8, đường số 69, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, vào ngày xử là 7:30 ngày 21 tháng 1 năm 2019. Quý anh chị nên đến cái ngày đó, đến ngay cái tại số 8, đường số 69 nha. Địa chỉ số 8, đường số 69, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Hãy đến tham dự. Dạ, để TV thấy có mấy cái image này đó, để TV coi thêm. Thì ngoài cái anh Lưu Văn Vịnh á, chúng ta thấy Lưu Văn Vịnh còn có Nguyễn Quốc Hoàng nha, và Nguyễn Văn Đức Độ. Thì hồi nãy thì vi nói là có hai người phía bên kia, thì ba người này nữa, là tất cả là năm người bị xử về cái tội 79 á, là chống lại chính quyền nhân dân đó, chống lại chính quyền nhân dân. Nói ở đây đó, TV muốn nói thẳng ra là một cái điều thô bỉ đó. Các anh đó muốn xử người ta tội 79 đó, là các anh đó phải chứng minh rằng người ta có thể lật đổ được, lật đổ chính quyền nhân dân đó, đến điều 79 đó. Các anh chỉ làm tòa án đó, các anh phải chứng minh người dân có cái khả năng lật đổ thì các anh mới kết tội được. Không phải là người dân, không phải là người 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 mà bị bắt á, người người mà bị cáo đó tự nhận mình là lật đổ chính quyền nhân dân là các anh kết tội người ta. Cái điều đó là điều sai trái. Ở nước Mỹ không có vụ đó. Ở nước Mỹ là anh phải chứng minh, tòa án phải chứng minh người ta có cái khả năng lật đổ chính quyền nhân dân. Trong khi năm người này không có một cái cây súng, rồi họ lấy gì họ lật đổ? Chẳng lẽ có vài cái tiếng nói của họ là lật đổ à? Chỉ thành lập một cái hội năm người là lật đổ à? Các anh có chứng minh được không? Các anh hoàn toàn không chứng minh được. Thành ra cái luật pháp của các anh là vô cùng bất công, vô cùng bất công.
chỉ có kết án hàm hồ. Đây là tội ác, tội ác đối với những người yêu nước. Các anh đã làm tội ác đối với chị Trần Thị Nga, các anh đã làm tội ác đến chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bây giờ đã anh đến làm tội ác đến 5 người này nữa, những người yêu nước. Các anh phải thả ngay, các anh phải thả ngay, không có thể mà xử những người yêu nước như vậy. Tôi lên án các anh làm những chuyện rất là tồi bại đối với những người yêu nước. Trong khi những người yêu nước thì họ chỉ giúp đỡ cho cái quê hương đất nước này. Trong khi đó, những thằng mà bán nước, những thằng mà nó tham nhũng hàng ngàn tỷ, hàng trăm tỷ, các anh bỏ qua, các anh chỉ kỷ luật. Kỷ luật của các anh là thuyên chuyển lên những cái chức vụ cao hơn. Hễ là đảng viên rồi là các anh không có thuộc hệ thống rồi là tòa án đâu. Các anh đảng viên là các anh xử rồi là kỷ luật. Các anh xử rồi là khiển trách. Khiển trách là cái gì, quỷ gì? Kỷ luật là cái quỷ gì? Làm tội là phải ở tù. Người dân làm tội phải ở tù, còn các anh làm tội hàng ngàn tỷ kỷ, khiển trách không à. Lâu lâu mới có vài ông bỏ trong tù thôi. Mà bỏ trong tù 1-2 năm rồi cái là chạy ra ngoài à. Các anh cầm quyền chơi rất là lưu manh. Nói thật á, các anh rất là lưu manh. Xin lỗi quý anh chị em nha. Sự thật TV256 là không bao giờ mà muốn mà nóng đó. Mà không biết mỗi lần TV nói ra đó thì TV nói ra thì tự nhiên nó nóng máu à. Mà TV sẽ ráng tập, TV256 sẽ ráng tập, sẽ nói nhỏ nhẹ giống như chị Anh Chi đó, giống như cô ca sĩ Anh Chi đó, hoặc Thùy Dương cũng được. Thùy Dương cũng nói hay, cũng không có quá, mà nhiều khi tôi biết nói nó quá nóng luôn á, chịu không nổi. Nó thuộc về bản tánh, thành ra khó sửa nha. Mong quý vị anh chị em tha thứ cho. Đây là đọc cái status của cái cô Mười đó. Cô Mười là có cô mà gọi là Lê Thị Thập. Tôi biết là cô Lê Thị Thập là vợ của anh Lưu Văn Vịnh. Thì cổ mới đưa ra cái thông báo như thế này. Đi thăm chồng đúng không? Ngày 21 tháng 1, 2019, tòa án cấp cao thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử công khai chồng tôi, anh Lưu Văn Vịnh, cùng mấy người bạn. Không hiểu tôi đã vi phạm điều gì, và những cũng không biết là do luật an ninh mạng hay do có người đã báo cáo bài viết của tôi mà hôm nay bài viết của tôi đã bị xóa. Sự kiện dân oan vườn rau Lộc Hưng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chút nữa thì tôi cũng quên những công dân bị tù đầy oan khuất như anh Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đức Độ và những người bạn của họ. Anh Lưu Vịnh, anh Đức Độ vì nhiệt tình đấu tranh cho dân oan Thạnh Hóa, tử tù oan Hồ Duy Hải ở Long An, biểu tình chống Formosa xã độc miền Trung, chống Cộng sản Trung Quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam mà bị theo dõi, sau đó bị bắt trái phép khi đang ăn cơm trưa cùng vợ và các con nhỏ, rồi bị quy chụp bị tòa sơ thẩm đã tuyên án 15 năm tù giam, và anh Vịnh đã kháng cáo, và chỉ 7 ngày nữa tòa cao cấp thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xử phúc thẩm anh Vịnh và các người bạn anh. Mong cộng đồng theo dõi, quan tâm đến vụ án Lưu Văn Vịnh và những người bạn. Ví dụ này như một cách để an ninh lập công
với kịch bản vẽ ra chụp mũ những người yêu nước, yêu tự do, nhân quyền, dám phản biện và dám cất tiếng nói. Mong cộng đồng lên tiếng hỗ trợ gia đình các tù nhân lương tâm oan khuất này, như gia đình cô Mười, họ Lê, vợ của Lưu Văn Vịnh, và anh Nguyễn Văn Đức Độ, Phan Trung, Nguyễn Quốc Hoàng và Từ Công Nghĩa. Đề nghị anh chị em chia sẻ thông tin này đó cho chúng ta thấy ngày hôm nay đó, TV256 phải lên tiếng, và TV mong quý anh chị hỗ trợ channel TV256. TV sẽ ráng mỗi ngày hoặc là 2-3 ngày TV sẽ đưa cái clip của mình lên trên YouTube để hỗ trợ cuộc đấu tranh giải thể cái chế độ cộng sản này. Phải nói thẳng đó là phải giải thể thôi, phải làm cho cái chế độ cộng sản này nó bị sụp đổ tan tành thôi thì mới cứu được cái quê hương đất nước mình. Cá nhân TV 256 thì mình ở hải ngoại thì mình lên tiếng nói thẳng giật sập cái chế độ này, chế độ cộng sản ác độc tàn độc này. TV không có ngại điều đó, lẽ dĩ nhiên mình không có bị sợ nhà tù, mình không có sợ điều đó. Nhưng mà TV 256 rất là thông cảm cho quý anh chị em trong nước, là tránh ra những cái điều mà chụp mũ hàm hồ của cái chế độ, như là điều 79 hoặc là điều 88 gì đó, thì các anh có, anh chị em có quyền làm điều đó. Đối với TV thì mình không có khác nhau đâu, đúng không? Giữa cái giải thể với giữa mà không giải thể chứ cũng không khác nhau đâu, đúng không? Mỗi người đều có cái quyền quyết định, đúng không? Nãy giờ thì TV nghĩ là cũng lâu lắm rồi nha. Ồ, 57 phút rồi đó. Thôi TV xin xin tạm biệt quý anh chị em nha. Để mình sẽ lo những cái chuyện khác nữa. Và xin kính chào quý anh chị em đã lắng nghe. Và mến chúc quý anh chị em mọi sự vui vẻ, may mắn.